Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn cái khối quả cầu của Very Puzzle có tên là Crazy Chopper F1. Cái số hiệu của nó là 79. Trước kia mình đã làm một con Crazy Chopper mà không có F, hay còn gọi là F0 á, cái số 78. Và con này mới ra sao là F1. Thì đáng lẽ cái con này mình đã làm xong vào tháng 6 năm 2021, nhưng mà do dịch bệnh cho nên là bây giờ mình mới lấy hoàn thành cái viên này được. Do mình cái đường ship nó không có về được. Thì đối với cái viên này, tuy là lúc này tháng 10 nhưng mà cái khối này có thể là mình sẽ là cái video hướng dẫn giải đầu tiên ở trên YouTube về cái con Crazy Chopper F1 này. Thì nó giống như con F0, nó có 6 cái tâm, 6 cái tâm hình vuông này, nó có 4 cái màu, 6 tâm giống như là một cái con 3x3 có 6 hướng đó, trên dưới và trước sau này, và trái phải. Và một loại tâm nữa là tâm dài này, là 12 cái tâm dài. Cái tâm dài này nếu mà nó để đúng thì nó phải quay 180 độ thì nó mới về, có nghĩa là cái viên hình cái xẻng này phải nối lại cái viên tâm hình vuông. Rồi cái viên tiếp theo mình muốn nói đó là những cái viên cạnh này, hình cái xẻng hai màu này, có hai màu và có hai viên nó giống nhau mà ngược đầu. Rồi tới những cái viên nhỏ nhỏ hình cái con bọ ở trong, thì cái Crazy Chopper F0 á, cái viên này, ba cái viên này nó thành một, nó nối thành là một viên thôi, một viên lớn ở đây, nó nằm ở trong cái gần ngay cái tâm hình vuông này. Còn đối với con F1 này nó sẽ cắt ra làm ba, mà cắt ra làm ba nó thành một cái thân hình ở đây giống như ở dưới này, và thêm cái tam giác ở đây cũng như là viên dài, nó cắt thành ba viên. Thì mình giải con này cũng giống như giải con Crazy Chopper thôi, F0 thôi. Thì mình giới thiệu bạn cái một cái công thức để dịch chuyển những cái viên tam giác nhỏ này trước. Nếu mình để như vậy, cái viên tam vuông nó dựng lên ở trên, thì mình dùng công thức này nó sẽ di chuyển ở đây. Đây là cái viên tam giác. Viên tam giác thì một cái màu như thế này nè, nó có 4 cái viên tam giác, 3 cái viên nằm ở ba đầu này, nó nằm trong cái vòng tròn của tam vuông, và một cái viên nó nằm ở ngoài. Thì cái công thức này nó chỉ di chuyển cái viên nằm ở giữa này nè, cái này ở tam giác này sẽ qua xanh xanh dương này, sẽ qua xanh lá này sẽ qua cam, và cam này sẽ về xanh dương, còn cái nâu này sẽ đứng yên. Cái vòng tròn ở đây ha, mình sẽ dùng 3 vòng tròn bên phải, vòng tròn bên trái, vòng tròn lớn đó. Nó có hai loại vòng tròn lớn và vòng tròn nhỏ này, và cái vòng tròn ở phía sau gọi là bát là B ha, R và L. Cái này xoay 180 độ. Bây giờ mình xoay thử. R L B R B L. Rồi B R B R. Đó. Tất cả các viên nó đã về vị trí mà bạn thấy. Đây, viên này đã thay đổi nè. Cam từ ngoài này đã về lại đây. Xanh dương sẽ qua xanh lá, và xanh lá sẽ qua cam. Đó. Thì đó là mình làm bên phải. Còn giả sử mình lật đây, mình làm cái bên trái cho các bạn xem. Mình làm bên trái thì cái viên này nó sẽ đứng yên. Viên vàng này sẽ qua tím, tím này sẽ qua đỏ, đỏ này sẽ về vàng. Nó làm ngược lại thôi. L trước L R B R à, L B R B L
B L đó, thì bạn thấy không, đây viên hồng nguyên này, đỏ đã về tím, tím đã về vàng, và xin lỗi, vàng đã về tím, tím đã về đỏ, đỏ đã về vàng. Đó là bên trái, nó tương tự bên phải thôi. Đó là cái công thức để di chuyển cái viên tam giác ở ngoài. Vậy làm sao để chúng ta di chuyển được cái viên tam giác ở trong mấy cái góc này? Thì bằng cách là bạn quán đổi ba cái cánh này, nó sẽ quay đầu lại bằng công thức xuống xuống lên lên thôi. Bây giờ mình giả sử mình để như vậy, mình xuống xuống lên lên, thì cái viên tam giác ở trong này nè, nó sẽ lọt ra ngoài. Tương tự vậy, bạn muốn viên này lọt ra ngoài thì bạn để như vậy, thì cái viên tam giác này sẽ lọt ra ngoài. À, bây giờ mình làm thử viên này ha, xuống xuống lên lên đó, hai viên này nó sẽ đổi đầu với nhau rồi, cái viên này lọt ra ngoài. Bây giờ mình làm lại cho bạn xem nè, mình làm xuống xuống lên lên nữa thì cái viên cam này nó sẽ lọt ra ngoài, xuống xuống lên là đó, nó sẽ lọt ra ngoài. Như vậy bạn chỉ cần tuần tự thay đổi, đem cái viên này ra ngoài, rồi dùng công thức khi nãy để mình quán đổi, để mình có thể thay đổi được cái, mình quán đổi với vị trí của các cái viên này, mình giải được cái viên tam giác này. Cho nên viên tam giác này mình sẽ để cuối cùng, là mình giải những cái viên kia trước. Và đó là cái công thức quan trọng nhất của cái khối này thôi, còn lại là cũng đơn giản. Ví dụ như mình dùng công thức xuống xuống lên lên để bạn thấy ba hai cái vòng tròn này nè, nó giao với nhau, và cái điểm chính giữa này sẽ là cái điểm giao nhau giữa hai viên đó, cho nên mình có thể di chuyển ba cái viên con bò này. Bây giờ mình xuống xuống lên lên, mình sẽ vàng nó sẽ vô đây, tím sẽ qua đây, và xanh sẽ qua vàng này, xuống xuống lên lên. Mình thấy nó sẽ đổi ba viên. Cái đó là mình làm nguyên cái vòng tròn. Thì mình có thể làm nguyên vòng tròn này và một nửa cái vòng tròn kia. Ví dụ ở đây, bây giờ mình sẽ đổi cái viên, nãy là ba viên nó đối thẳng hàng nhau ha. Mình có thể đổi viên này vô đây, viên này ra đây, và viên này chạy về về đây, bằng nửa vòng tròn, và bên này một vòng tròn. Xuống xuống lên là đó, bạn thấy không? Mình có thể đổi viên bên này, thậm chí viên như thế này, hoặc là viên này với lại đây, và đây với lại lại bên này đó, hoặc là đây với đây với đây đó. Giờ giữa hai cái vòng tròn này bạn có thể quán đổi những cái viên với nhau nằm ở giữa hai vòng tròn, và cái viên nằm ở giữa giao điểm giữa hai vòng tròn đều có thể được hết bằng công thức xuống xuống lên lên. Cho nên cái con này nó khỏe hơn cái con F0 ở chỗ đó, do cái này nó bị cắt ra, cái viên này nó bị cắt ra, cho nên là đi nó khỏe hơn. Đó là những cái công thức cơ bản mà cũng là khá là dễ để đi con này. Việc còn lại là con này nó hơi nhiều cho nên đi nó hơi lâu thôi. À, mình phải ghép những cái viên. Bây giờ mình sẽ rainbow ra và chúng ta thử. À, ngoài ra thì mình còn nói thêm là giả sử như cái tâm dài này nè, bạn phải quay 180 độ thì nó mới trở về cái dạng như cũ. Nhưng mà này rớt ra. Nhưng mà bạn có thể quay một nửa chân, quay một nửa chân, ví dụ như vậy, bạn quay nửa chân thì cái vòng tròn này bị méo này, không quay được, nhưng mà vòng tròn này cũng có thể quay được. Cho nên bạn có thể dùng nửa chân rồi quay trả lại cũng được. Đó quay nửa chân này, mình đang xuống xuống lên lên mà ba cái viên này quay nửa chân rồi trả về. Cho nên cái viên này nó khỏe hơn cái F0 rất là nhiều.
Rồi mình tạm thời mình đã rainbow lên như thế và bắt đầu chúng ta sẽ giải con này ha. Đầu tiên chọn một cái tâm nào đó. Giờ mình chọn cái tâm này đi. Cái tâm này là vàng, cam, nâu và xanh dương. Thì bây giờ mình sẽ vô các cái vòng tròn này, mình sẽ vô các cạnh trước. Bốn cái cạnh này cho đúng và nó hợp với lại cái tâm cái này. Nó hợp với cái tâm vuông và cái tâm dài. Ở đây là hồng và đen. À, kiếm cái cạnh hồng đen vô. Này, hồng đen. Cạnh hồng đen này phải quay về cái tâm này nè. Đây. Đó. Đầu nhỏ nó tiếp giáp với cái tâm tâm vuông, đúng. Đầu lớn nó tiếp giáp với tâm dài. Dạ đúng. Rồi, xoay qua bên này tiếp. Đây là nâu và xanh dương. Cái nâu xanh dương này không đúng rồi nè, ngược, phải kiếm một cái nâu xanh dương khác. Nó có hai cái. Đây, nâu xanh dương này. À, mình quay cái này xuống, thế vô. À, cái mặt này không đúng. Đây. Nâu xanh dương. Rồi, đưa lên. Nâu xanh dương. À, bên tiếp theo. Xanh dương vàng, cái này vô có rồi. Rồi. Vàng và hồng. Cái này vàng hồng này sai. Mình kiếm cái vàng hồng khác. Đâu rồi? Vàng. Đây, vàng hồng đây, bên này đem về. Đem về. Vậy là rồi, vậy là chúng ta đã giải xong cái vòng tròn đầu tiên giữa cái tâm vuông là bốn cái viên này. Ừ, nó đúng như là cái này, nó đúng như là cái tâm dài. Tiếp theo chúng ta sẽ đưa các con bọ này vào, nhưng mà mình không quan tâm với cái con bọ mà hai cái đầu, mình không quan tâm hai đầu của con bọ thì mình giải sao, mình chỉ quan tâm cái mình thôi. Cái mình gồm có hai cái miếng hình thoi và một cái cái miếng hình 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 thang và một cái miếng dài dài ở giữa, thì mình phải ghép nó lại. Giả sử màu vàng mình ghép nó lại rồi mình đưa vào, nhưng bây giờ mình đã có sẵn rồi nè, khỏi cần ghép, rồi đưa màu vàng vô. Xuống xuống lên lên ở đây ha, xuống xuống lên lên ở đây. Rồi, được màu vàng. Cái màu hồng này ngược rồi nè. Cái màu hồng này mình chưa giải ha. Màu hồng này ngược. Hồng nâu. Này, này mới đúng nè. Rồi, cái màu hồng nó vô luôn rồi. Cái màu nâu, nâu có đây. Nếu mà không có mình phải ghép, ví dụ như gì? Ví dụ như mà màu nâu mình không có đi, đó. Màu nâu mình không có nguyên con thì mình phải đưa qua, mình ghép qua. Ghép qua cho đủ nguyên con rồi mình đưa vô. Rồi, xuống xuống lên lên ở đây. Được cái màu nâu. Rồi, hồng nâu, giờ tới xanh dương. Đem xanh dương này vô đây. Nếu ở xa thì bạn đem tới thôi. Tại nãy mình rainbow không có nhiều cho nên để giải cho nhanh, đỡ cái phần ghép. Rồi, vậy là chúng ta đã xong. Xong 4 con. Rồi, bây giờ chúng ta đi tới phần tiếp theo là chúng ta sẽ xoay các tâm này nó về đúng. Giả sử như cái tâm này nó không đúng gì đây, mình xoay về cho nó đúng. Là cái tâm dài này thì ba cái màu nâu này, nó chụm vô một chỗ này. Rồi, tiếp theo tới đây. Cái này là xanh, thì quay cái đầu xanh này lên. Cho nó đụng vô một chỗ này. À, cái này màu vàng, xoay màu vàng lên. Màu hồng có rồi, xong. Bây giờ chúng ta sẽ giải tiếp các cạnh. Cái cạnh nằm ở đây. À, cạnh này đúng rồi, khỏi giải. Cạnh này đúng rồi. Bây giờ cạnh là xanh, xanh lá với xanh dương. Xanh lá với xanh dương. Đây.
nó nằm ở đây. Quay qua đưa vô đó, cả nó về. Rồi tiếp, đúng rồi, cái này là vàng với tím, cái này tím vàng sai. À, cái này phải đưa lên đây, né nó ra trước, đưa xuống rồi, tím vàng đưa lên, đúng, đưa vô, tím vàng tiếp, con này là vàng tím, vàng tím nằm bên này, đưa qua, đưa xuống đón về. Con này đúng rồi ha. Cái này là đỏ hồng, đúng luôn. Đỏ hồng. Rồi, chúng ta đã xong các cạnh, ba cái cạnh này, để còn cái cạnh này lại khoan là giải, giải ba cạnh này thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đưa các con bọ này vào. Nếu mà có thì đưa vào, còn không có chúng ta phải ghép. Ví dụ như con vàng này, mình muốn đưa con vàng vô này. Mà con vàng chưa có là mình phải ghép với con vàng. Đây. Vàng đây mình thấy là được hai con rồi nè. Mình ghép thêm một cái đầu ở đây nữa. Vậy thì ghép cái này vô đây ha. Bây giờ cho con vàng này lên đây đi. Con vàng này lên đây không được đâu. Để mình xuống xuống lên lên coi. Xuống xuống lên lên thì đầu vàng này nằm lọt vô đây rồi. Xoay qua cho nó qua bên này đi, mình ghép lại bên kia. Qua đây luôn. Đẩy con vàng này qua đây. Để mình kiếm cách mình ghép nó lại. Sau này những con khác bạn làm tương tự nha. Rồi. Mình xuống xuống lên lên thì cái đầu vàng này nó sẽ ra đây. Để mình sẽ ghép lại con này. Thì trước kia mình phải né cái chỗ này đi. Mình để cái vàng này chỗ khác để mình xuống xuống lên lên nó không thay đổi. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đó. Rồi, con vàng này đã ra đây. Rồi mình đem cái vàng này qua mình ghép lại. Đây, được một con. Rồi con vàng mà mình đem vô. Mình đem vô cái chỗ này hoặc là chỗ này cũng được. Đó. Đem cái nữa cho nó qua đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ thay, mình sẽ quán đổi vị trí vàng ba khối này. Vì mình đem cái này qua đây. Mình đem cái chỗ này qua đây. Chỗ này sẽ lọt vô đây và cái chỗ vàng này sẽ lọt vô chỗ mình mong muốn. Xuống. Xuống. Vàng này xuống ha. Lên. Hay mình có thể gọi cái đây là tới tới và đi đi. Cái này tới rồi trở về là xong. Rồi, được cái vàng. Bây giờ đem con vàng vô nữa, đi ghép con vàng. Đây có một con. À, chỉnh này lại nè. Đây, cái này qua đây ghép vào vô, có luôn. Đó, được con vàng. Rồi mình sẽ đưa con vàng này vô đây bằng cách giao nhau giữa ba con này. Bỏ con này vô đây, con này ra đây, con này sẽ chạy lên đây. Xuống. Xuống. Con này tới, tới. Lùi. Lùi, nó dễ hơn, nó xuống xuống lên lên các bạn. Đây, rồi, được ba vàng. Tới hồng. Hồng coi có sẵn không? Đây, có sẵn một con. Mình đưa vô luôn ha. Mình đưa con hồng này vô đây. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, đưa con hồng. Giờ kiếm một con hồng nữa. Đây, con hồng này phải ghép rồi. Ghép mà cái đầu này đang nằm ở ngoài.
xuống xuống lên lên đây, ra cái đầu này vô đây trước cái đã, xuống xuống lên lên rồi. Vậy mình phải cho cái này vào đây thì né cái này đi, né cái hồng này đi, xuống xuống lên lên đó, rồi ghép cái hồng vô. Rồi, đem cái hồng này về đây. Rồi. Rồi. Mình sẽ quán đổi với viên này và viên này. Đưa này vô đây, cái này sẽ nhảy qua đây và cái này sẽ về đây. Tới. Tới. Về. Về. Rồi, dạ, ta được hồng, vàng hồng, à, nâu, nâu coi có sẵn không, đây có sẵn con này, con này xéo, đưa nữa, rồi, đem con nâu này về, đây, mình sẽ giao, 1, 2, 3, tới, tới, lùi, à, lùi, rồi, được con nâu. Bây giờ tiếp một con nâu nữa, cái này nâu này chưa ghép, là mình phải ghép nó vô, ghép với lại cái con này. Vậy mình đưa con nâu này, con nâu này nằm ngoài nè, mình đưa nó vào trong trước đấy ha, xuống. Xuống lên lên đây, con nâu này nằm trong. Bây giờ đem cái miếng nâu này qua đây là ghép được. Đây. Mình đưa cái nâu này xuống đây, vậy mình phải né né con nâu này đi, xuống xuống lên lên đây. Rồi, ghép vô. Được con nâu. Đem con nâu này về. Đem nâu này về đây. Rồi, quay vào bên này coi. Rồi, mình giao giữa ba cái viên này. Tới. Tới. Lui. Lui. Rồi. Thêm được con nâu. Rồi tiếp tục. Nâu rồi, còn cái xanh dương nữa là xong. Xanh dương có sẵn con đây. Mình đem nó lên đây ha. Đẩy con này vô đây, con này sẽ nhảy vô đây. Tới. Tới. Lui. Lui. À, quên, con nâu, con xanh này mình chưa quay cái đầu nó. Xin lỗi, quay đầu lại. Hồi nãy mình làm quay đầu lại. Để coi, hình như mình lộn ở đâu đó gì á. Ừ, cái cạnh này cũng sai nè. Hồi nãy mình làm là cái cạnh này cái mình làm cạnh này cái mình bị hư, mình quên sửa. À, sửa lại à, lâu lâu bạn cũng phải kiểm tra lại, phải check lại. Đem này lên đây mới đúng. Đem này vô đây. À, đem lại ha. Nào, đem lại. Này không để ý. Đem xanh vô đây, chỉnh xanh này lại này. Xanh này vô đây, ba con này tới tới lùi lùi
được con xanh. Rồi, đem con xanh này vô đây. Quay nó. Đây. Rồi. Mình đưa ba con này tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong cái phần ở trên này. Chúng ta đã phân xong cái phần, coi như là phần một nửa cái quả cầu ở trên này. Đó. Đây đây. Nãy mình nhầm ở chỗ nào. Cái màu vàng này nó bị hư. Cái màu vàng này giờ mình làm không để ý nó bị hư cái màu vàng, sửa lại màu vàng cái. Sửa lại cái màu vàng này. Nãy giờ làm cái không chú ý. Đem cái vàng, cái vàng xanh này lên chứ. Nãy giờ không chú ý bị hư cái màu vàng. Hư màu vàng, hư luôn cái chỗ này. Rồi, mình chỉnh lại coi. Vàng tím này xuống đây. Rồi, chỉnh lại cái vòng tròn cái này ha. Vòng tròn cái này nãy giờ không để ý tới mình. Mình bị hư mất. Rồi, hư xuống lại nè. Rồi xuống. Vàng. Vàng tím này đúng rồi. Cái này vàng xanh dương nằm đây. Vàng xanh dương. Dương lên. Đây là vàng tím đúng rồi. Xanh dương với xanh lá. Nãy không chú ý à. Lột ra. Rồi ráp lại cái màu vàng. Vì mình lấy cái này ra. Lấy cái màu vàng này ra để lát ráp lại cái này. Tới. Tới. Lùi. Đã ra ngoài. Bây giờ mình sẽ xoay cái màu vàng này lại để màu vàng này nó ra ngoài, mình xử lý nó, đem nó xuống đây, xuống tới, lùi cái nữa cho nó. Ok. Muốn cái màu vàng này nằm ở đây thì không được. Vậy thì mình đổi cái đầu màu vàng này qua đi. Đây. Mình đem cái màu vàng này xuống đây. Né nó qua. Tới. Tới. Lùi. Vàng này cũng không đổi đầu được nè. Đem xuống dưới này đi, chứ để trên này nó hư mấy cái kia hết. Rồi.
tới lui lui, đem cái màu vàng này xuống đây, à, tính tiếp màu vàng này xuống đây. Muốn cái vòng tròn này nằm vô vòng tròn này nè thì mình mới ghép được con này. Nhìn nó sẽ hư con mấy con kia hết. Mình đi cái đường khác. Mình muốn làm sao cái con này qua đây ha. Để tính coi. Rồi, đây. Xuống, xuống, lên, lên. Đó, rồi, ghép nó vô thôi. Được cái vàng. Rồi, mình đưa cái vàng này vô đây. Tới, tới, lùi, lùi, đó. Rồi chúng ta đã được nửa cái quả cầu phía trên, còn nửa cái dưới thôi. Nửa dưới thì mình dừng lại đó, mình không có làm nữa mà mình làm cái cạnh, làm xong cho cái cạnh cho nó vuông vức hết, mà nó vô hết rồi mình sẽ ghép cái viên này từ từ. Rồi ở đây. Cạnh này là cạnh cam và xanh, xanh lá. Đây. Quay nó xuống. Không đúng. Vậy cái con này nó đúng này, cam xanh lá đây. Rồi, đây là. Tiếp. Xanh lá với tím. Đây, xanh lá với tím này. Rồi xuống đón nó vô. Xanh lá với tím đưa vô. Rồi, cả lên. Xanh lá tím. Tiếp. Tím với lại đỏ. Đây, tím đỏ đây. Quay vô, tím đỏ, trả lên. Rồi, tím đỏ, qua đây. Đỏ với cam. Đây, đỏ cam đây. Trả đỏ cam vô. Đây, lố, rồi. Đỏ cam. Rồi, xong. Xong mấy cái cạnh ở đầu này, còn cái cạnh ở vòng tròn này, mình quay lại coi đúng chưa. Chưa đúng nè. Yeah, mình né xuống. Cái này là gì? Cái này là vàng, xanh vàng, xanh, à, xanh cam qua đây nè, đó, xanh cam. Đúng con này, còn con này chưa đúng. Né xuống. Cái này là đỏ với tím phải nằm qua bên này. Rồi, né xuống. Đỏ tím, đưa lên. Đỏ tím trả về nè. Rồi, đúng đỏ tím. Đỏ tím tiếp là con này là đỏ, đỏ vàng, đỏ cam. Đỏ cam bên này, đem qua. Đỏ cam, trả về. Rồi, quay này lại là xong. Rồi, chúng ta đã giải xong các cạnh. Nè, cạnh nè. Cạnh đúng.
cạnh đúng rồi. Thì chúng ta đã đúng hết cạnh rồi, còn lại những cái con bọ ở nửa quả cầu này chúng ta sẽ ghép, ghép từ từ. À, con xanh này qua đây ghép đây, ghép nó được nó, rồi mình đưa cái rác lên mình thay thế qua này, ghép được đó. Mình tính ba con thôi, hai con hai đầu và con gạch chính giữa, ghép được. Rồi mình đưa rác lên, rồi mình trả về, đưa con này xuống đây để cất, đưa con này xuống dưới này cất ha, đưa con này xuống bằng cách là đưa con này vô đây, cái này nó lọt xuống đây, tới tới lùi lùi đó. Con xanh đã nằm xuống đây an toàn. Đây còn con này nữa, mình đưa rác lên luôn, đưa con rác này lên đây, tới tới lùi lùi. Rồi. Rồi mình trả lại vị trí cũ thôi, canh cái cạnh này trả lại vị trí cũ xong rồi. Coi con đường đâu ghép nữa không, đây có con cam này, đem qua đây ghép được con cam này, rồi đưa con rác này lên, ghép được cam này, rồi đưa con rác này lên thay thế xuống, tới tới lùi lùi. À, trả về vị trí cũ để dễ quan sát. À, coi có đường nào ghép nữa không. Bây giờ có cái con này ở đây, mình quay đầu cái con tím này lại, xuống tới tới lùi lùi. Rồi mình đưa con tím này lên đây để ghép với lại cái miếng này, tới tới lùi lùi. Đó. Rồi mình ghép con tím này qua đây, rồi coi có rác á, mình thay ra rác lên, mình thay con rác này lên đây. Rồi thay rác này lên, tới tới lùi lùi. Rồi trả lại vị trí cũ, mình canh cái cạnh này, mình trả lại thôi đó. Rồi coi ghép được con nào nữa, đây con này ghép vào đây được con đỏ nè, ghép được con đỏ. Rồi coi có rác không, rác ở đâu, thấy con rác cái này lên, đem rác ở lên đây chuẩn bị trước. Mà thấy rác này cũng được, được rồi. Quay qua đây thì cái này qua đây đó, thấy chỗ này vô được con đỏ này, thấy vô tới tới lùi lùi. Rồi, trả cái này về. Rồi, coi chừng bị sai, hình như bị sai cái gì đó nè, chưa trả về, đưa cái này lại chứ, trả lại. Rồi trả về, rồi mình ghép tiếp, ghép con đỏ này vô đây, mình đưa rác này lên, đưa rác này lên, ghép đỏ vô, đưa rác lên, tới tới lùi lùi, trả lại
không mà lát nó bị lạc hết tùm lum. Rồi ghép tiếp mình cứ làm tuần tự vậy, mình đưa rác lên và mình đưa cái kia ra. Đây mình ghép được con cam này vô đây, giờ mình đưa con rác này lên đây. Đấy. Để coi phải, để coi ngoài này phải rác không. Đây, đây cũng là rác. Rồi. Tới. Tới. Lui. Lui. Đây, mình được con mặt tím này. Có một cam. Cam đây. Rồi, ráp tiếp. Ráp cái này vô màu tím này đi. Ráp cái này vô đây. Rồi đưa con nào vô. Ráp vô đây. Rồi, đổi màu cam này vô đây. Đổi này vô đây. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Trả lại. À, có màu cam này sẽ bị đứt ha. Đem con này vô đây lại chứ. Đây. Lâu lâu nó bị chinh lên nè. Rồi, trả lại. Rồi, ghép tiếp. Màu tím. Màu tím mình cần một con màu tím ở đây. À, xuống xuống lên lên chỗ này. Tới tới lùi chỗ này để ghép con màu tím. À, không được. Màu tím này cái đầu nó ngược rồi. Màu cam không được, màu đỏ. À, cái màu đỏ nó vô đây. Rồi, xoay cái màu đỏ này lại. Ghép vô đây. Rồi, đưa rác này vô. Tới. Tới. Lùi. Luôn. Rồi, trả lại. Trả cái này lại. Màu xanh. Cái màu tím này muốn ghép với lại cái con này. Đưa cái này vô. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đó, màu xanh. Để mình làm ghép lại màu xanh này. Rồi mình đổi với lại con này. Tới. Tới. Lùi. Lùi.
Rồi, trả lại. Mình quay đầu con đó này lại ha. Quay đầu đó này lại, đổi với con này. Đổi với con này. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đó. Giờ mình ghép đỏ này vô đây. Coi cái rác con đổi lại con nào. Mình đổi lại con này ha. Đổi lại con này thì nó thành cái đổi này. Đấy. Đấy. Lùi. Rồi, mình sẽ ghép con cam này lại nè. Mình kiếm một con khác đổi. À, hết con đổi rồi. Hết rác rồi. Thì bây giờ mình phải đổi đổi chính nó với nhau. Đưa này qua. Đổi này lên. Đưa này qua. Đổi xanh này lên. Tới, tới, lùi, lùi. À, cái phần ghép này là phần hơi cực nhất thì chúng ta phải suy nghĩ cũng khá nhiều. Rồi trả, trả lại con này sẽ bị hư sao? Thì mình phải dùng một cái cam ở đây để trả lại bên nào đầu này. Để trả lại xong rồi tính, tính lại ha. Qua đây thì đúng hết, đúng con này, đúng con này. Rồi mình thay cái viên viên cam này lên đây để xoay qua kia nó cũng được rồi. Xoay qua này. Để viên đỏ ở đây, để cái này đỏ qua đây nó đúng với cái đỏ. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Rồi, xoay cái đỏ này qua này. Hai cái đỏ này nó trùng với nhau. Rồi, mình chỉ còn mấy viên này. Bây giờ mình ráp cái xanh tím. Cái đỏ này đưa đỏ này lên coi. Rồi, rồi. Đó. Giờ ráp với cái đỏ này ha. Ráp cái đoạn này. Đây. Rồi, quay lại. Tới. Đó, xin chào. Rồi, xin lỗi các bạn. Giờ phải ghép làm sao đây? Nếu mình làm cái co chặt quá thì sẽ không có xoay nổi. Mình làm co nó này nó êm á, thì thỉnh thoảng chúng ta bị quên, chúng ta bị xoay hơi mạnh tay nó bung ra. Đâu rồi? Nhìn lộn ở đâu đó rồi. Đây. Rồi. Ta quay lại, ta ghép lại ha.
mình muốn ghép cái đỏ này vô đây. Mình đổi đầu cho con này luôn. Còn con xanh nó đây. Mình đưa con tím này lên đây đi để ghép lại con tím bên này. Dễ ha. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đó, đường tím này qua ghép lại tím bên này. Ghép lại tím bên này. Thì con tím này nó hư. Tím này nó hư, con đỏ nó sẽ qua, vậy thì mình đổi lại con đỏ này ha, lên, tới, lùi, lùi, rồi con đỏ này qua đây này nó dẫn con đỏ, đó, rồi mình làm sao trả lại để nó không bị hư. Tiên là phải dời con đỏ đi, rồi dời con tím đi. Thay thế con này vô. Này, thay con này vô. Rồi. Rồi. Mình thấy rác tính toán rồi các bạn. Rồi các bạn nào thông minh là sẽ tính nhanh hơn mình xíu. Thế con đỏ này đi. Rất ngoài luôn. Bị rớt ra cái mình phải không có định hình được. Giờ mình còn mấy con, giờ mình ghép con đỏ này qua đây.
ghép con đỏ qua thì con này sẽ bị hư. Mình thế con này vô. Rồi, chỉ còn hai con này nữa là xong. Thì bây giờ mình làm sao để chuyển hai con này thì đây màu đỏ. Suy nghĩ sao chỉ còn màu xanh với màu cam thôi. Suy nghĩ sao để mình ghép nó vô cho nó dễ nè. Cam. Giờ mình đưa con cam này lên đây coi. Tới, tới, lùi, lùi, đó, con cam nó lên đây. Mình xoay một cái thì hai con cam nó đối diện nhau, nó không đổi. Đấy. Con xanh này nó ghép vô. Rồi giờ mình quay một cái thì xanh nó sẽ qua lại đây. Giờ mình đưa con xanh này lên. Đưa con xanh này lên đây. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Vậy còn con đỏ là con cam này thôi. Trả lại. Đó. Rồi, đỏ là cam này. Mình đem nó lên. Mình đem con này lên đây ha. Tới. Tới. Lùi. Lùi. Đây. Đem được một con rồi. Rồi mình đem phải đem con cam này lên trên này. Quay qua cái. Đem con này lên. Đấy. Đấy. Lùi. Lùi. Trả lại. Đây. Vậy là con cam này nó quay qua đây sẽ đụng cam này ghép vô, đỏ nó qua đây đụng đỏ này ghép vô. Giờ mình sẽ để hai cái màu này nó trùng nhau để nó không thay đổi. Vậy con này một là cam lên đây, hai là xanh, cái xanh này lên đây. Đây, cho cái xanh này lên đây ha. Tới.
tới, lùi, lùi. Rồi, hai cái xanh này đối diện nhau này, mình xoay một phát. Đó, xoay một phát là nó ghép vô. Rồi, đúng hết. Rồi, giờ mình dời cái, mình đổi, một là mình đổi đỏ lên đây, hai là vàng đây. Giờ mình đổi đỏ lên đây để xoay ngược lại nó sẽ đúng đỏ. Tới, tới, lùi, lùi. Đó, rồi trả lại. Rồi xong, vậy là chúng ta đã ghép xong hết tất cả các con bọ. Bây giờ chúng ta đã đưa con bọ về đúng vị trí thôi. À, cam này lên đây, đúng được con cam. Tới. Xanh này vô đây luôn, tới. Lùi. Lùi. Rớt ra mấy lần à. Lùi. Rồi, được cam, được xanh. Rồi bây giờ mình đổi ba con này, mình sẽ được đỏ về đây, xanh về đây, tím về đây. Tới. Khúc này bắt đầu dễ rồi. Tới. Lùi. Lùi. Rồi tiếp. Bây giờ còn có hai con à, mình sẽ đổi đỏ lên đây, đỏ này sẽ qua đây, tím này sẽ về đây là đúng. Tới, tới, lùi, lùi. Cái vị trí này thì dễ lắm các bạn. Lùi. Rồi, vậy chúng ta đã hoàn thành xong các con bọ, ghép cái con bọ và đưa con bọ về đúng vị trí. Còn lại là chúng ta sẽ làm những cái chấm hình tam giác này là xong. Rồi giờ chọn màu, ra làm màu đỏ trước ha, màu đỏ đây. Giờ kiếm một, đây con đỏ này, muốn đỏ này vô đây thì đem đỏ này lên đó. Rồi mình làm bên phải thì con này sẽ qua đây, con này đi đâu nó kệ. À, mình làm luôn con xanh này, xanh nó qua, lấy con xanh này hứng. Vậy mình đem một con vàng này ra để đưa con xanh vô. Xuống cái con vàng này, con màu cam này sẽ chạy ra này. À, đổ đổ xuống. Xuống. Lên, lên, tới tới lùi lùi đó các bạn. Rồi. Rồi. Mình làm đây. Đỏ này qua sẽ đúng đỏ. Xanh này sẽ qua đây, lên hứng con xanh. Lát lên nhớ trả về là xong. Rồi. Vậy ha. R, right, left, back, right, back, left, left, back, right, back, right. Rồi chúng ta trả xanh về. Chúng ta trả cái hồng, cái nâu về. Rồi chúng ta được đỏ nè, à, được cái xanh. Rồi bây giờ mình móc cái đỏ này ra. Móc cái đỏ này ra đây để chuyển qua đây. Và móc cái xanh này qua. Móc cái đỏ ra ha. Tới. Tới. Lùi. Lùi. À, cái đỏ này lọt ra giữa nè. Để mình chuyển vô đây. Vậy thì lấy cái vàng ra. À, lấy cái cam ra đi.
cái camera nó gần đây nè. Tới, tới, lùi, lùi, lấy cái camera. Rồi lấy luôn cái camera luôn để đổ vô luôn. Tới, tới, lùi, lùi, đó. Bây giờ mình sẽ đẩy cái cam này qua đây được cái cam. Đỏ này qua đây dẫn đỏ, đỏ này vọt đây, đúng là cái đỏ. Rồi, đẩy gì ha? Right, left, back, right, back, left, back, right, back, right. Đó, đỏ vô, cam vô. Rồi, mình lấy ra tiếp cho xong cái đỏ này, lấy cái vàng ra ha. Rồi, cái đỏ này mình đã xong ba cái cạnh ở trong này rồi, ba cái tam giác ở trong, còn cái này đây, để đây lát tính tiếp. Rồi, đây, cái nâu với lại cái cam này gần nè, mình lấy cái nâu này ra. Tới, tới, lùi, lùi, khúc này dễ, không có tính toán gì nhiều, chỉ là làm thôi. Đây, cái này qua đây. Coi được cái nào nữa không? Cái nâu này ha. Không được. Cái vàng này sẽ vậy. Rồi, mình làm cho xong được cái cam này đi. L R L B R B L B R B R. Rồi, ta được cái này. Rồi, đưa nó vô, lấy cái vàng ra. Rồi, vậy chúng ta được xong cái phần màu cam. Bây giờ mình tính cái phần màu nâu ha. Nâu, đây màu hồng này, có màu hồng. Đây màu nâu. Rồi, đem màu hồng ra. Tới, tới, lùi, lùi. Bây giờ để gì? Để sao? Để như vậy. Được cái hồng. Còn có cái nâu. Đây, lấy cái nâu đem ra để nó vô đây luôn. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi, để vậy. Ta được một cái màu hồng. Cái nâu này qua lại được cái màu nâu. Rồi. R L B R B L B R B R. Đó, được màu nâu nè, được màu hồng nè. Rồi, mình lấy ra tiếp. Mình lấy cái màu xanh này ra ha, để lát nó vô đây, xanh dương ra. Tới, tới, lùi, lùi. Đó, xanh dương.
Rồi, lấy một con nào đó ra, lấy con tím ra. Tới, tới, lùi, lùi. Rồi. Mình muốn để vậy ha, để vậy. Để vậy. Thì con này ra đây, con này ra đây, con hồng nó về đây. Mình làm bên trái. L R B L B R B L B L Rồi, được màu hồng. Được màu xanh. Rồi, mình lấy màu hồng ra là xong cái màu hồng luôn. Xong ba cái cạnh cạnh trong, ba cái tam giác trong. Để cái tam giác giữa lại, lát mình làm sao. Màu xanh này cũng xong. Rồi. Xanh này. Rồi làm tiếp màu nào nữa. Màu nâu này đi. Nâu đây nè, có nâu đây nè. Đem cái nâu này lên đây. Đem cái nâu này lên. À. À, mình để cái gì? Cái đỏ này sẽ qua đây được. Cái đỏ này, cái nâu này. Nó sẽ vô đây được cái nâu ở đây. R L B R B L B R B R Rồi trả lại. Cái nâu. Rồi, cái nâu xong, lấy ra. Lấy cái màu trên giữa ra. Đưa cái màu nâu vô trong. Rồi, vậy là xong cái nâu. Ba cái nâu này xong, còn cái chính giữa làm sao? Cái này xong. Cái hồng xong. Giờ cái vàng. Cái vàng đây có cái tím này, đưa cái tím này vô đây trước. Đưa cái tím này vô đây. Cái màu vàng này, lấy cái màu vàng này ra đây đi. Để lấy cái màu vàng nó vô đây nữa là được cái màu vàng. Xuống, xuống, lên, lên. Đó. Vậy mình để như vậy. Vậy mình được cái màu vàng, được cái màu tím. R L B R B L Rồi B R Cái nữa B R Rồi ta được màu tím xong luôn. Rồi vậy ta lấy cái màu xanh ra. Để lát màu xanh nó dục qua đây. Ta lấy cái màu tím ra để cái màu tím nó vượt qua đây. Đây, tím qua đây, xanh qua đây. R L B R B L B R B R
À, màu xanh xong. Rồi, mình cắt vô. Màu tím này mình cũng cắt vô. Mình lấy màu hồng ra. Đây sẽ được màu hồng. Màu đỏ này mình giữ bên này để nó còn nguyên. Màu tím này qua đây sẽ được cái màu tím này. Còn này nó qua nó màu vàng kệ nó. Rồi. R L B R B L B B R. Rồi chúng ta đem màu tím ra, đem màu nâu ra, làm xong cất nó vô á, đem cái viên xài ra. Hồng xong, vàng còn cái màu vàng. Màu vàng thì kiếm cái màu vàng ở đâu? Đây, màu vàng đây, đưa lên đây ha. Đây cũng được, cái nào cũng được. Và đem cái này qua đây. Đây làm cái mình được cái màu vàng. R L đây. R B L B R B R. Rồi trả lại. Rồi đẩy lấy màu vàng vô. Rồi màu vàng xong, tím xong, xanh này xong, này xong, xong luôn, xong luôn, xong luôn. Rồi bây giờ chúng ta làm những cái viên ở giữa nữa là xong. Bây giờ làm màu vàng trước ha. Đưa này qua đây là được cái màu vàng. Lấy màu xanh này hứng lên luôn, kiếm màu xanh ra là ta được cái màu nâu luôn. Rồi vậy ta sẽ được ba cái ở đây. R L B R B L B R B R. Rồi trả lại, trả màu xanh này lại nè, màu nâu này lại này. Rồi chúng ta đã xong vàng và xong màu xanh, màu nâu cũng xong luôn. Đây còn màu cam. À, đưa này lên đây, đây là màu cam, màu hồng. Đây cam này sẽ qua đây, hồng qua đây, đúng tím nó về đây. Dạ, đúng được hai màu ha. Đây là R B R B L. B R
trả lại. Xong, 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 xong. Rồi. Đây. À, ta còn hai màu hai bên thôi. Thì mình đổi á, thì nó đổi đổi ba viên mà không được. Vì mình phải đem một viên ra rồi. Mình đem một viên ra cho nó sai cái đã. Đem này qua đây. Cái này. Đem qua đây đúng không sao? Rồi, mình đem cái viên tím này qua ra lại. Đây trường hợp đặc biệt ha. Còn hai viên mình phải đổi kiểu này. Cái này qua đây, tím qua đây. Nó sẽ đúng, tím qua đây nó sẽ sai cái này. Đây mình tính coi. Mình đem con xanh này ra đây, xanh này sẽ qua đây. Không được. Rồi, mình làm thử đi. Tím qua đây đúng tím. Trường hợp này hơi đặc biệt ha. Đây. Rồi. Rồi xong. Bây giờ mình sẽ đưa cái xanh dương này ra. Xuống. Xuống. Lên. Lên. Đó. Cái xanh này qua đây, đúng, tím này qua đây đúng, cái xanh dương này về đây đúng. Rồi, là xong, mình làm bên trái. L B A R B L B R B L à, cái nữa là xong. B L. Rồi. Vậy là chúng ta đã giải xong. Trường hợp nếu bạn còn hai con thì bạn phải đem cái con ở trong ra để thay thế. Rồi, chúng ta đã xong con Racy Chopper F1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.